Thưa sư phụ, vào lúc khủng hoảng đại dịch COVID-19 này, người dân đang cách ly trong nhà. Sư phụ có lời nào chia sẻ với mọi người không ạ? Tốt hơn là họ nên ở nhà, như chính phủ đã quy định. Dạ, sư phụ. Và tôi cũng đã nói quý vị phải làm gì để bảo vệ mình nếu phải đi ra ngoài. Dạ, sư phụ. Cảm ơn Ngài. Lưu ý vệ sinh chung từ sư phụ, Ngài Thanh Hải, Vô Thường Sư. Những lưu ý này chi tiết hơn vì đại dịch COVID-19. Ban đầu, những lưu ý này dành cho chúng tôi, nhưng sư phụ yêu cầu chúng tôi chia sẻ với công chúng. Đội mũ, đeo khẩu trang, găng tay, kính bảo hộ khi ra ngoài, mang mặt nạ bảo vệ mặt nếu có, giống như mặt nạ của thợ hàn, hoặc nón bảo hiểm có kính che mặt. Không chạm tay vào vùng phía trên cổ nếu thấy ngứa, gãi bằng que nhỏ sạch hoặc dụng cụ tương tự. Tắm gội từ đầu đến chân và giặt quần áo với nước nóng sau khi đi đến các khu vực công cộng hoặc mua sắm, v.v. Vệ sinh găng tay và xịt quần áo với giấm cồn y tế, chất khử trùng trước khi vào lại xe. Rửa tay thường xuyên. Dán ghi chú rửa tay để nhắc nhở mọi người, dùng 100% giấm hoặc cồn để lau bề mặt những thứ người ngoài đụng vào sau khi họ rời đi. Dùng thiết bị tia UV để vệ sinh bát đĩa hoặc dùng nước nóng cho lần rửa cuối. Nhớ phải dùng xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy, v.v. và nước tẩy rửa để vệ sinh sao cho phù hợp. Nước ấm thôi thì chưa đủ. Lau chùi tất cả đồ tạp hóa, kiện hàng từ bên ngoài với 100% giấm nguyên chất, cồn y tế, nước khử trùng. Vứt bỏ bao bì hoặc túi đựng hoặc lau các túi này nếu tái sử dụng. Để túi mua sắm dưới nắng mặt trời càng lâu càng tốt trước khi tái sử dụng. Khi mua các mặt hàng mới từ bên ngoài, trước tiên lau bằng găng tay với 100% giấm, rồi lau lại bằng nước nóng, bỏ găng tay đi. Sau đó có thể dùng găng tay trong nhà. Giữ khoảng cách với người khác khi ra ngoài mua sắm, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Trong thời gian mắc bệnh hoặc đại dịch, ngồi thiền tại nhà, không đi cộng tu. Khi một bệnh truyền nhiễm đang lây lan rộng, ít nhất tránh ăn đồ sống, chẳng hạn vậy. Cà chua, xà lách, tráng bằng nước sôi trước khi ăn. Trong tình trạng bình thường, sử dụng nước rửa trái cây và rau củ thiên nhiên để rửa rau củ hoặc ngâm chúng trong nước muối ít nhất 5 phút. Sau đó rửa rau củ dưới nước vòi và rửa sạch lần cuối bằng nước lọc. Không tái sử dụng quá nhiều lần găng tay dùng một lần. Vứt bỏ găng tay bẩn đi. Nếu không bẩn, có thể giặt găng tay với xà phòng bằng nước nóng trước khi tái sử dụng. Khi đi ra ngoài, phải đeo khẩu trang tốt, khẩu trang dày. Khi về nhà, phải vứt bỏ khẩu trang này đi nếu phải tái sử dụng, giặt chúng với nước nóng và chất tẩy rửa. Khi đi ra ngoài, phải đeo găng tay, đừng chạm tay lên mặt, sử dụng khăn giấy nếu có, để che khi hắt hơi, ho, hoặc dùng khuỷu tay che, không dùng bàn tay. Khi về nhà, rửa tay hoặc vệ sinh bàn tay trước khi vào phòng, trước khi chạm vào cửa nhà, cửa công cộng, nhà bếp, v.v. Đặt xà phòng bên ngoài, nơi có chậu vòi nước. Khi ra ngoài, hãy mang theo giấm xịt nguyên chất, mua một ít nước rửa tay và để trong xe, chuẩn bị thêm một đôi găng tay trong túi, vứt bỏ găng tay bẩn, dùng để chạm vào những thứ bên ngoài. Nếu đang ở ngoài đường và nghi ngờ bị người khác chạm vào, hãy tự lau mình, quần áo bằng cồn, chất khử trùng, giấm nguyên chất, khăn giấy. Lau sạch vô lăng, tháo găng tay đã sử dụng bên ngoài trước khi chạm vào vô lăng và những thứ khác. Vì đã sử dụng găng tay để chạm vào những thứ bên ngoài, nên bỏ găng tay đi trước khi chạm vào vô lăng, v.v. Hoặc ít nhất vệ sinh găng tay trước. Khi trở về nhà, phải tắm gội từ đầu đến chân, thay quần áo mới. Giặt quần áo và phơi khô quần áo dưới ánh nắng mặt trời, không chỉ phụ thuộc vào máy sấy quần áo. Vì mặt trời diệt vi trùng, hoặc phơi khô quần áo nơi có không khí trong lành. Ra ngoài không khí trong lành, ánh nắng một lần một ngày hoặc nhiều hơn. Có thể tập thể dục như hít đất, tập thể dục nhịp điệu, nhảy dây. Không cần trang thiết bị và nhanh gọn một lần một ngày. Dọn dẹp vệ sinh môi trường bên ngoài để vận động và hít thở không khí trong lành. Giày dép đi ngoài đường để ngoài phòng và dưới nắng mặt trời, không mang giày dép vào trong nhà. Tốt hơn là dùng dép đi trong nhà, giặt giày dép thường xuyên như quần áo. Đây không phải là hướng dẫn đầy đủ, quý vị phải xử lý tùy theo trường hợp và yêu cầu trợ giúp y tế nếu cần. Đây là vấn đề vật chất, nên chúng ta phải dùng phương tiện vật chất.
Ôi, những con người đáng thương, bây giờ họ cảm thấy rất sợ hãi. Đây chỉ là một trong các dấu hiệu cảnh báo. Chỉ là mọi người không lắng nghe. Tôi nghĩ rằng các chính phủ và các nhà lãnh đạo tôn giáo phải mạnh mẽ hơn, phải đóng vai trò dẫn dắt, phải có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa. Chắc chắn rồi, thưa sư phụ. Nói với mọi người chỉ cần quay lại với bản chất yêu thương nguyên thủy của họ, không ăn thịt nữa, không tàn sát những chúng sinh vô tội và bất lực nữa, không còn tra tấn thú vật như vậy nữa. Bệnh dịch, đại dịch gây tử vong bắt nguồn từ việc ăn thịt động vật. HIV/AIDS lây truyền từ tinh tinh. Bệnh bò điên lây truyền từ bò. Cúm gia cầm H5N1 lây truyền từ gà, ngỗng. SARS, hội chứng hô hấp cấp tính nặng, lây truyền từ cầy hương. Cúm lợn H1N1, bệnh cúm lợn, lây truyền từ lợn. Hội chứng hô hấp cấp Trung Đông, lây truyền từ lạc đà. Ebola, lây truyền từ dơi. COVID-19, lây truyền từ dơi sang TT. Tất cả những căn bệnh này lây truyền từ động vật sang người. Đồng thời, có những bệnh nan y gây chết người do ăn cá. Dung sáng, virus viêm gan A, norovirus, vi khuẩn Vibrio, nhiễm khuẩn Salmonella, E. coli, nhiễm khuẩn Listeria, ngộ độc sò hến, tôm cua, ngộ độc thủy ngân, các phản ứng dị ứng, vân vân. Tất cả những bệnh này lây truyền sang người do ăn cá, tôm cua, sò hến và động vật biển khác.